Chào anh em, hôm nay số Quốc Thắng mình xin giới thiệu một sản phẩm, đó là bình xăng con ga dẹp PWK nắp chao mini, một sản phẩm rất là độc đẹp lạ nha anh em. Đây là bình xăng con nắp chao mini, hồng gió nhỏ. Nó sẽ có ba cái hồng này, gọi là hồng mini nha anh em, hồng 22, hồng 24, 26. Thì thường thường những cái bản tiêu chuẩn mà bình xăng con nắp chao á thì anh em sẽ biết là nó sẽ có từ hồng 32 trở lên. Còn đây là hàng đặc biệt độc, sản xuất thiết kế riêng dành cho những chiếc xe xăng cơ, độ bài vừa ít, thì nói chung là thích hợp cho anh em sử dụng từ xe zin tới xe độ. Thì cái hồng gió này là có hồng gió nhỏ nha anh em. Bình xăng con này hàng đồ chơi, chất lượng cao nha, thiết kế rất là đẹp và đặc biệt là dễ dàng canh chỉnh, có găng ti đầy đủ. Giá cho cái bình xăng con nắp chao mini này mình bán là 600 ngàn 650 một cái bình xăng con nha anh em, 650 một cái bình xăng con nắp chao mini. Nó sẽ đồng giá từ họng 22, 24, 26. Cái họng này là sẽ đo là cái đường kính trong ngay chỗ là họng xăng nha. Đây là bình ga dẹp nắp chao, nói chung là cái bình này mẫu mini dành cho những anh em mà thích gọi là hổ báo, nhưng mà ở trong thì nó nhỏ nha. Đó, như họng 22 này thích hợp cho những xe zin luôn, xe zin nhẹ, rồi 54 zin đôm là xài cực kỳ đã luôn. Còn anh em biết rồi, xe bình, những bình xăng con này mà nếu mà sử dụng ga dẹp này là nó cho cái ga rất là lanh, xe rất là rút. Mà anh em nhìn kỹ đây, cái bình xăng này nè, nó thiết kế rất là đẹp nè, những cái ốc chỉnh găng ti là cái nấm này được làm bằng nhôm CNC luôn nè. Cái ốc gió này được làm bằng nguyên cái cây ốc gió CNC cực đẹp luôn ha, anh em dễ dàng canh chỉnh. Thường thường những con ốc gió mình phải sử dụng là chích dẹp rồi này kia mình mới chỉnh được, con này là anh em có thể dễ dàng chỉnh bằng tay luôn. Đó, hàng thì giá rất là rẻ, chỉ có 650 một cái thôi, nhưng mà anh em nhìn những cái chi tiết nhỏ trên cái sản phẩm á, người ta làm rất là cầu kỳ và chi tiết. Thì nói chung là cái sản phẩm này anh em nhìn trong cái tầm giá 650 này quá rẻ, cho một cái sản phẩm thì quá chất lượng và quá tốt ha. Có 3 size 22, 24, 26 đồng giá hết. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933 996 332. 650 một cái bình xăng con nắp chao mini, hàng có sẵn tại số Quốc Thắng mình. Em là cũng cửa hàng cũng vừa thôi, buôn bán xưa giờ nha.